quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại ấp 4, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để bà của Hoa cưa hạ gốc những cây bàn nhớt. Ngay đây là khu vực bến đa ôm của chợ An Hữu. Chú mới tới chú. Ở phía trong đây thì có khoảng 5 gốc cây bàn nhớt. Những cây nhỏ nhỏ nhưng mà ở phía dưới là cái sườn nhà rồi. Và ở phía trên thì có dây điện. Thì xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa sẽ cưa hạ gốc những cây bàn nhớt này như thế nào nha. Ba của Hoa thì sẽ cưa cây bàn này trước, như cái phần thân của nó muốn ăn vào cây cột xi măng mà. Ôi vô khỉ. Bà cũng Hòa sử dụng cái sợi dây đai làm cái sợi dây luộc, thay thế sợi dây luộc luôn. Ở phía dưới này là một cái miếng mũ để che đỡ cho những chú chạy xe ôm ở khu vực chợ An Hữu này. Đây là những dây điện của đèn đường, đèn đường và điện của người dân sử dụng nữa, được kéo qua bên cái trụ điện bên kia. Có một bác ở bên kia đang nhờ ba của Hoa kéo đường dây điện lên phía trên nữa. Hoa được biết là có 4 loại bàn, đó là bàn nhớt, bàn Đài Loan, bàn Nhật Bản, bàn Côn Đảo. Những cái cây nó bị giống như là bị con nhen hay con sóc, con nhen nó cạp hay là con chuột nó cạp vậy nè, nó bị chóc da hết trơn.
khu vực chợ An Hữu ở gần Tết đó thì xe qua lại rất là đông, rất là nhộn nhịp. Chợ An Hữu là chợ trái cây gần như là lớn nhất ở khu vực miền Tây luôn á. Dây điện văng rất là nhiều đường, ba cũng phải cưa ra nhỏ nhỏ nữa mới được. Chú đường ở phía dưới đứng dẹp xe cho ba của Hoa nữa. Nhánh nó dài gần qua tới bên mái nhà phía bên đường bên đây luôn. Cửa ra khoảng 3-4 tấc rồi. Văn phòng của ấp Tư lại dẹp xe phụ với ba của Hoa rồi chú đường luôn. Quý vị có thể thấy là rất là nhiều đường dây điện ở phía bên dưới. Có làm một cái thòng lọng để vịn, lấy cái tay vịn. Vịn lại để đi ra được nhánh nhỏ phía ngoài này để cưa ra khỏi đường dây điện.
nhỏ mà dai ghê luôn. Dai lắm. Dạ bác, chút nhường phía trên giùm con bác. Cái này phải không? Dạ, nhường phía trên đi, đừng cho xe qua nữa. Phải phía, phía trong mà không có cái miếng bạc che nắng che mưa thì chắc ba của hoa sẽ khỏe hơn nhiều. Những phần nhánh bên trong thì sẽ cưa rớt xuống bên trong luôn cho khỏe. Cái này phải nắm quăng ra ngoài nữa. Wow.
bà con là xuống lấy bốn những phần nhánh ở phía trên cái miếng bạc à. Chắc là ba cũng đổi lấy cái sợi dây lớn. Giờ đường dây điện nó hơi sụ sụ xuống, ba của họ kéo lên cho nó căng lên để người ta chạy qua không bị dướng. Cái nhánh này thì nó dè qua tới bên đường dây điện bên đây luôn. À, dây điện bên đây thì được nối vào cái cây bàn nhớt kế bên đây nữa. Ba của họ mới cắt đường cọng kẽm ra. Cái con kém thì đang nói vào mái che. Cái hành trình nữa thì kiểu đường số đó. Sau khi ba cũng làm lại đường dây điện xong á, để qua một bên cho nó trống á, thì có lấy sợi dây lớn lên phía trên. Chắc là sẽ cột mấy phần nhánh dài này. Chó gì ba ơi? Ủa nhánh dài dữ vậy? Xá dây ra ba? Kéo anh kia thôi. Ủa nhỏ mà đâu có 5 cái rồi. Vậy con chạy nó xuống chứ con chạy tiếng à. Ngọc Yên hả? Nó xuống với cái nào? Nguyên Ngọc Yên. Quý không vậy? Như tiền hả? Mấy phần nhánh này thì ba của họ không kích dây mà giữ bằng tay luôn. Chọt vô trong mình.
ăn cái nào mà thôi. Chờ chú đường kích dây phụ đó ba. Kéo ở trên rồi kéo cho nó ra cái ngọn nó ra phía ngoài. Xuống kẻ ở trong đó. Đi sát lại bên đây nè chú, sát tắt nè. Cái dài nữa. Cái gà nhánh tùm lum rồi. Nãy giờ ba cũng không kích dây và không nhờ chú đường điều khiển vịnh cái sợi dây phía bên dưới luôn. Để ba cũng tự vịnh có thể né được khi mà cái phần gốc của nhánh nó bật.
thân cây nó đang nằm nguyên tựa vào trong cái gốc tường. Bởi vậy tôi của Hoa mới chia ra cưa từng khúc. Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.